Hôm nay cuối tháng ngày 30. Ngày 30 em toàn thắng lên sóng giới thiệu ông các bác một lô tủ lạnh vừa mới về, vừa mới bóc xong. Đấy, bác nào quan tâm sản phẩm tủ lạnh 6 cánh bên em thì alo, còn đâu 5 cánh thì hẹn các bác ngày mai em sẽ bóc 5 cánh. Những cái lô tủ hàng tuyển chọn nhà em thì ưa số lượng, các món đã làm là làm nhiều cho các sự lựa chọn khác nhau. Bác nào quan tâm những sản phẩm tủ lạnh thì các hiệu Panasonic 555 lít này, Hitachi 480 lít, Lationa 470 lít, Mitsubishi 520 lít, Hitachi 570 lít, Hitachi 520 lít và Mitsubishi 520 lít. Đấy, các bác quan tâm sản phẩm tủ lạnh nào thì alo nhấc máy cho em. Bác nào xem clip lần đầu tiên thì cho em xin giới thiệu em Toàn Thắng, chuyên gia dụng Nhật Bản, có địa chỉ tại Khoái Châu, Hưng Yên. Bác nào gần có thể qua trực tiếp để xem những cái mã sản phẩm mua ủng hộ như em, còn nó xa thì cứ đặt cọc 100-200 nghìn em mang tận nơi các bác, phải trả tiền các bác nhé. Tiêu chí thì có những cái sản phẩm nào là em, nếu mà em dọn test vệ sinh sạch sẽ thì em sóng thì em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác, để đỡ các bác cũng đỡ phải mất thời gian ưng con nào thì là và giá tiền con nào thì ủng hộ như em thôi. Đấy, em quay sơ qua thôi. Bác nào cần những cái món tủ lạnh, bếp từ, nồi cơm, máy giặt, điều hòa, lọc không khí, hút ẩm, bù ẩm thì nhấc máy alo cho em nhé các bác nhé. Bác nào đã mua hàng bên em thì biết rồi đấy, rất là nhiệt tình. Đấy, có thể mang tận nơi cho các bác.